50 triệu đồng thôi thì quý anh chị cô chú sẽ sở hữu ngay một chiếc xe đăng ký là 8 chỗ ngồi và không hết niên hạn. Và bây giờ mời tất cả anh chị cùng theo em kiểm tra về chiếc xe 50 triệu đồng này coi em nó có những gì ha. Để nói đầu tiên thì em gửi một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng và thân yêu nhất gửi tất cả các chú anh chị cùng các bạn đã theo dõi clip này. Chúc cho đại gia đình yêu thương của em có một ngày làm việc thật là vui vẻ và luôn luôn gặp nhiều may mắn nha. Chiếc xe màn hình của mình thì hôm nay em mới vừa về một chiếc xe tên em nó là Mitsubishi Yuli sản xuất đời 2000. Đăng ký là 8 chỗ ngồi và không hết niên hạn. Đồng sơn si con xe này thì rất chi là ok nha chị nha. Nước sơn thì nói chung là không lồng lẫy, không lên ken, không lên sơ ben, nhưng nói chung là nó sạch sẽ thôi. Có một hai điểm nó xấu xấu anh chị lấy thì em dặm luôn cho nhau. Một hai cái này dặm rất là nhanh nè, với một cái cản trước nó bị chạy tí thôi. Nước sơn này còn rất là mượt mà nha anh chị nha. Nước sơn cũng khá là nhìn là bóng bẩy đấy. Đó, với số tiền 50 triệu đồng thôi là anh chị sẽ có ngay một chiếc xe tập chạy tập lái, che nắng che mưa, chạy vòng vòng ha. Hoặc là anh chị nào đang ở công trình thì đây là một sự lựa chọn cho quý anh chị luôn ha. Xe này thì đăng kiểm còn tới tháng 12 năm 2024 cũng mới vừa đăng kiểm nha anh chị nha. Bốn cái vỏ thì em nó chung chung cũng được coi như là 70-80% ha. Hai con này xà mâm sắt. Đây, đèn bọc cũng khá là đẹp luôn. Hai cặp đèn của em nó nè, rất chịu ok luôn. Đó. Nội thất con này thì anh chị khỏi suy nghĩ luôn. Nội thất thì ta nói nó là bao lộng lẫy luôn nha, bao len keng, bao len xoèn luôn. Đây, nội thất anh chị, một dàn ghế nỉ nè. Ghế nỉ zin ha. Đây, rất đẹp luôn. Nỉ niếc luôn nè, hai dàn lạnh nha anh chị nha, trần bọc nỉ niếc băng ghế là còn đầy đủ nha anh chị nha. Đó. Cái này mà ở đằng sau anh chị tháo một băng ghế ra thì một cái khoang cốp này kìa anh chị có thể là chở được cũng khá là nhiều đồ. Đó, mấy cái đồ mấy khoang mấy mài mấy đục mấy cắt. Đó, ghế bọng nè, nguyên dàn nỉ nè, tấp bê tấp lô này vậy không, vâng rất đẹp, bốn tấp bê cửa nỉ luôn. Đó, con lành cà đào anh chị nè, keo chỉ nè, càng đét luôn. Đây, cửa nẻo đóng rất là khít ha. Đây là cánh cửa tài, cánh cửa được sử dụng nhiều nhất nè anh chị. Đây. Con này thì hầu như là sơn rin còn khá là nhiều luôn nha anh chị nha. Đây. Keo kiết ngon là em nó còn nguyên bản hết nha cô chú anh chị, không mất một tí nào luôn. Con lành cành đào đây. Đấy vậy thôi, nội thất nè. Có cái ghế tài thì nó chỉ tí xíu này thôi. Nhưng cái này nhíp lại rồi, mày chỉ rồi. À, nội thất này. Quá đẹp luôn, nhà nội thất đẹp lắm. Hai dàn lạnh rồi. Bước vào hệ thống bên trên thì em nó sử dụng vô lăng kiểu thiết kế hai chấu lô vô lăng gọi là vô lăng gật gù nha anh chị. Phiên bản thì số sàn 5 cấp nha anh chị. Xe thì có hỗ trợ một dàn dàn nghe nhạc thôi, máy lạnh ok, đồng hồ rất sáng, máy móc nổ rất là thì thầm, tay lái thì tay lái trợ lực nha quý anh chị nha, rất ok nha anh chị nha. Đó, anh chị nào đúng tay đúng chân đúng cầu đúng nhịp muốn sở hữu chiếc xe Mitsubishi Yuli sản xuất đời 2000, đăng ký 8 chỗ ngồi không hết niên hạn này, với phiên bản là máy xăng. Ai anh chị nghe tiếng máy nè, máy nổ rất êm nha quý anh chị, okay. Máy móc rất khô ráo sạch sẽ. Ai vậy không, dòng này thì nó chạy là 1.9 coi như là 2 chấm này, xài chế thì em nó rơi xăng tầm là 8-9 lít nha anh chị nha. Đây, dàn viết rất đẹp nha, keo chỉ là căng đét luôn, thì những dấu hiệu nó lên xe mình không bị cứng đục vô trong xương chậu nha anh chị nha. Và quẹt cản đầu cản đứt thì đường cũng có nha, nắp capo nè anh chị nè, nghe nè, nghe ton rất chi là sướng luôn nha cô chú anh chị, quá đẹp cho một cuộc tình luôn nha anh chị nha. Rồi, đến cho anh chị hệ thống dàn khoang gầm nha. Đây, chị thấy dòng khoang dàn gầm nè, ok luôn nha anh chị. Đó, gầm bẹ nè, không chê gì được luôn. Đó, rất đẹp. Đã quý anh chị của chỗ nào đúng tay đúng chân đúng cầu đúng nhịp muốn sở hữu chiếc xe Mitsubishi Yuli sản xuất đời 2000, đăng ký là 8 chỗ ngồi với phiên bản số sàn này, để xin lòng liên hệ với em qua số điện thoại đó là 0968 22220 nha.